Xin chào các quý thầy cô, các anh chị và các bạn học sinh sinh viên. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Tuấn Hưng, sinh viên của Đại học Eric và mã số sinh viên của em là CUV021HP017. Hôm nay em cùng mọi người quay trở lại bộ môn Focus on Excellence của thầy Nguyễn Đình Hùng và như bao ngày khác, chúng ta sẽ cùng quay trở lại chủ đề của ngày chủ nhật, đó chính là tập trung vào cái keyword quan trọng nhất trong cái buổi học đầu tuần vừa rồi. Đó. Thì chắc hẳn nếu mà mọi người có quan sát cái series cái video trước mà em làm ấy, đó thì mọi người cũng có thể biết được hiểu được là hầu như là bản thân em nói những cái chủ đề gì và chia sẻ những cái chủ đề gì. Và hôm nay em sẽ cùng mọi người chúng ta sẽ cùng đi sâu đào sâu vào một chủ đề chính. Đó chính là sự bỏ cuộc và đối nghịch với nó là kiên trì không bỏ cuộc. Đó. Chắc hẳn nếu mà mọi người có xem cái video trước ấy, thì mọi người cũng có thể hiểu định nghĩa sơ qua cái không bỏ cuộc và kiên trì không bỏ cuộc này rồi, phải không nào? Và lúc đó à và ví dụ lúc đó là em cũng có nói về những cái nấc thang của nó đấy. Thì hôm nay em sẽ quay trở lại với mọi người để chúng ta cùng bàn luận, nói chuyện, trao đổi về cái video tuần này, về cái chủ đề này để làm sao? Vì làm sao mà để chúng ta có được một cái hành trang có thể rèn luyện nó, cái gì xấu thì chúng ta biết và bài trừ nó, cái gì tốt thì chúng ta sẽ học và tiếp thu nó vào cuộc sống của chúng ta. Và coi coi nó như một cái hành trang trong cuộc đời sống của chúng ta để đi lên và thành công. Còn chí ít là nó cũng sẽ giúp cho chúng ta học thêm được những cái gì đó mới khi mà xem cái video này, phải không ạ? Và chúng ta sẽ cùng vào chủ đề. Đầu tiên là em sẽ nói về cái sự bỏ cuộc trước. Thì chắc hẳn khi mà nghe đến cái sự bỏ cuộc thì mọi người cũng biết là nó là một cái từ rất là tiêu cực, rất là xấu, phải không nào? Chắc hẳn ai mà nghe khi mà nghe cái bỏ cuộc ấy là họ đều không thích. Nhưng thực chất là bản thân họ cũng bị mắc cái đấy. Họ không thích nhưng mà chưa chắc là họ đã tránh được, họ đã né được cái sự bỏ cuộc đấy. Vì trong cuộc sống hầu như rất là nhiều người bị mắc cái tính bỏ cuộc. Hầu như là bị mắc cái tính bỏ cuộc vì nếu mà họ khắc phục được cái tính bỏ cuộc này ấy, thì cái con đường đến thành công của họ rất là dễ dàng, rất là có thể chắc chắn là đạt được. Bạn biết tại sao không? Vì khi mà chúng ta cái con đường ấy để chúng ta đi đến thành công, đi đến cái ước mơ của chúng ta ấy thì chúng ta sẽ phải trải qua rất là nhiều khó khăn, thất bại, gian nan, khổ khổ cực. Nhưng mà tất nhiên là những cái thứ đó con người chúng ta khi mà gặp phải ấy, thì chúng ta sẽ rất là chán nản này, muốn bỏ cuộc và không muốn tiếp tục nữa vì nó là những cái thứ mà con người chúng ta không hề thích. Đó, chắc chắn là không hề thích trải nghiệm, không ai thích trải nghiệm cái sự cực khổ, khó khăn cả, ai cũng chỉ muốn vui chơi, thoải mái cơ thể bản thân thôi. Đó, nhưng mà để mà đến được cái những cái kết quả mà không ai đạt được ấy thì chúng ta sẽ phải đi qua những cái thứ đó, trải hết qua những cái thứ đó thì chúng ta mới đạt được những cái thứ đó. Vì thực chất là nếu mà cái kết quả ấy mà ai cũng đạt được, ai cũng có thể dễ dàng đạt được ấy thì nó đã không phải là một cái thứ mà mọi người hằng mơ ước, phải không nào? Đó, thì chúng ta sẽ phải vượt qua những cái thứ đó. Nhưng thực chất những cái thứ đó là nó là quá khó để vượt qua. Chúng ta phải có một cái ý chí sắt đá, một cái sự kiên trì bền bỉ, không bao giờ bỏ cuộc đó, để vượt qua tất cả những cái thứ khó khăn gian truân đó thì chúng ta mới có thể đạt được đến cái sự thành công đó. Chưa kể là nó có rất nhiều thứ nữa mà nó ngáng đường chúng ta, ví dụ như là trên cái con đường để bạn đạt được tới một cái chủ một doanh nghiệp gì đó chẳng hạn, ví dụ như là Phạm Nhật Vượng ấy, chắc hẳn mọi người biết Phạm Nhật Vượng, à bác Phạm Nhật Vượng phải không ạ? Bác là người giàu nhất Việt Nam hiện tại ấy, thì để đạt được cái vị trí là giàu nhất, người giàu nhất Việt Nam hiện tại ấy, thì bác cũng phải trải qua rất là nhiều khó khăn, từ việc là đi phải xa gia đình này, tự lập sang nước ngoài du học đó, xong rồi tự lập nghiệp và tự suy nghĩ, tự xây dựng xây đắp lên cái đế chế, cái cơ nghiệp của tự chính bản thân mình. Thực chất là khi mà mọi người ấy, kể cả bản thân em và những người xem video ở đây này, thì mọi người thấy là chúng ta nhìn ở bên ngoài thì chúng ta là thấy cái quá trình đấy chắc là không có gì là khó khăn,
dễ dàng thôi, chúng ta có thể làm được, nhưng mà vì chúng ta nhìn từ góc nhìn bên ngoài, chúng ta không thể nào hiểu được, có thể thấu được những cái thứ mà những cái người ở trong cuộc, những cái người ở trong chăn họ trải qua, những cái vấn đề đấy. Chắc hẳn là bác Phan Nhân Vượng đấy sẽ phải có những cái đêm đau đầu, mệt mỏi suy nghĩ, thức trắng đêm để có thể nghĩ ra được những cái dự án, nghĩ ra được những cái thứ tương lai, học tập tìm hiểu để có đủ kiến thức để đạt được đến cái trình độ bây giờ. Đạt đến cái trình độ bây giờ thì mới có thể xây dựng được cái cơ ngơi như này, chứ không hề có một cái gì là dễ dàng cả. Đó, thì nếu mà nói thẳng ra, nếu mà đặt bạn vào cái vị trí của bác Phan Nhật Vượng ấy, thì bạn có làm được không? Đứng trên cái lúc mà ví dụ công ty của bạn sắp sắp phá sản chẳng hạn đi. Đó, thì bạn có đủ sức, đủ tâm để có thể là đủ tầm để có thể là vực dậy cái công ty của bạn không, hay là bạn sẽ bỏ nó đi, coi như là chúng ta kiếm được tiền rồi thì thôi, không tiếp tục nữa. Đó thì nó là cái quan trọng ở cái chỗ đấy. Đó là cái thể hiện của cái tính, đức tính bỏ cuộc, đức tính không bỏ cuộc. Đó, còn bỏ cuộc thì tất nhiên nó sẽ ngược lại, là thực chất là ở cái xã hội chúng ta ấy, tại sao chúng ta lại nhiễm cái tính bỏ cuộc? Vì chúng khi mà chúng ta làm những cái thứ bé thì chúng ta không coi trọng nó. Chúng ta nghĩ nó là một cái những cái thứ rất là nhỏ bé thôi, nó không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Nhưng thực chất ấy là những cái thứ bé bé nhỏ như vậy thôi, những cái ý niệm nhỏ như vậy nó cũng sẽ ảnh hưởng đến đầu óc, đến cái suy nghĩ, đến cái thói quen của chúng ta. Chúng ta sẽ bỏ cuộc từ những cái thứ nhỏ nhỏ nhất, xong rồi dần dần lớn lên chúng ta sẽ cũng sẽ bỏ cuộc những cái thứ lớn. Chúng ta đã không, thứ nhất là chúng ta đã không rèn luyện được cái tính kiên trì không bỏ cuộc rồi, cái thứ hai là chúng ta còn bị nhiễm cái tính bỏ cuộc, cái thói bỏ cuộc. Đó là lý do vì sao mà chúng ta không thể vượt qua được những cái gian truân trong cuộc sống này. Đó là lý do vì sao chúng ta không thể vượt qua được những cái gian truân mà chúng ta lại bị bỏ cuộc, vấp vào cái hòn đá đấy. Những cái thứ nhỏ em lấy ví dụ ở đây, nhưng ví dụ như là đọc sách chẳng hạn đó, hoặc là tập thể thao, tập thể dục, thực chất là những cái thứ đó nó rất là dễ dàng thôi, nhưng mà bản thân chúng ta rất là ham chơi. Tập thể thao thể dục thì thấy mệt, còn đọc sách thì thấy rất là chán và buồn ngủ, phải không nào? Đó, sau khi mà làm những cái thứ đấy thì mình cảm thấy nó chả có mà chúng ta lại có cái tính mà thích thích gọi là có kết quả luôn đó, thích có kết quả luôn, thì khi mà chúng ta làm ấy đó thì chúng ta lại thấy nó chả có tác dụng gì cả, vì những cái thứ đó ấy, là nó thật sự là nó cần phải có thời gian, thì chúng ta thực hành làm đi làm lại thật nhiều thì nó mới có tác dụng đến bản thân chúng ta, như việc đọc sách đến như thể thao cũng vậy. Đó thì một cái là rèn luyện trí não trí thức của chúng ta, nó sẽ tích lũy dần lũy kế, nó có thể là nó đấy là lát lại kép ấy. Đó thì nó tích lũy dần, càng ngày nó càng lớn, cả thể thao cũng vậy, nó sẽ bồi bổ cho sức khỏe của chúng ta, càng khỏe mạnh hơn thì phải theo một thời gian rất là lâu thì nó mới có thể tương đối, thì nó mới có thể là mang lại cái kết quả của chúng ta. Nhưng bản thân chúng ta lại muốn nhanh, muốn đi luôn đó, muốn có kết quả luôn, thì chúng ta lại mong chờ sự vừa mới tập được một tuần chẳng hạn mà chúng ta muốn có kết quả luôn, và như vậy là khi mà chúng ta không thấy kết quả thì chúng ta lại càng dễ dàng bỏ cuộc hơn. Đó thì những cái ý niệm nhỏ như vậy ấy, những cái thứ nhỏ như vậy, nhưng mà nó dần dần chí ít là nó cũng sẽ làm chúng ta không thông minh hơn thêm được, làm cơ thể sức khỏe của chúng ta lại đi xuống. Đó còn chưa kể đến chưa kể đến những cái công chuyện lớn khi mà chúng ta làm, ví dụ như là ra ngoài chúng ta làm doanh nghiệp chẳng hạn. Đó, khi mà ra ngoài chúng ta làm doanh nghiệp thì những cái thứ mà chúng ta khi mà làm ấy, chúng ta thấy là nó không không mang lại tiền bạc cho chúng ta này, địa vị này, danh vọng này, tầm ảnh hưởng và tất cả những cái thứ đó, đó tất cả những cái thứ xem như nó nữa, thì chúng nhưng mà thì đấy là chúng ta sẵn sàng bỏ không làm nữa, một là sẽ nghỉ hẳn không làm nữa, hai là sẽ làm một thứ khác. Nhưng mà nhưng mà cứ mỗi lần ấy bạn gặp khó, ví dụ đang trên con đường bạn tìm hiểu, bạn học tập, bạn làm và bạn tìm hiểu đó, thì nhưng mà khi mà mỗi lần tìm hiểu thì chắc chắn bạn sẽ phải vấp, sẽ phải mắc ở một cái vấn đề gì đó, phải không nào? Đó, đến cái đoạn này thì nó xuất hiện một cái bùng nhùng, ok bạn đi vào bạn gặp nó, bạn chưa kể đến là bạn đã đối mặt với nó hay chưa nhá, bạn gặp nó thôi, bạn tìm hiểu, mới tìm hiểu qua nhưng mà nó thấy nó khó quá, thấy nó rắc rối quá, thấy nó không có dễ dàng gì, bạn lại quay đầu lại đó, lại mong chờ nó sẽ lại xuất hiện một cái thứ khác, một cái thứ gì đó khác để có thể là nó dễ hơn cái cách vừa rồi chẳng hạn,
rồi lái bạn đi xuống, nó lại gặp một cái nút thắt khác. Đó, khi mà gặp cái nút thắt đấy thì bạn lại thấy khó, lại bỏ, cứ đi đi như vậy, chúng ta cứ tìm tìm quay quay đầu như vậy thì chắc chắn là chúng ta rốt cuộc là sau một khoảng thời gian rất là lâu, rất là dài, nhưng rốt cuộc chúng ta không thể giải quyết được một cái vấn đề gì cho bản thân cả, phải không nào? Đó thì chúng ta cái này thật sự là chúng ta cần phải suy nghĩ về cái vấn đề này, thật là suy nghĩ thật là chắc chắn là tại sao là khi mà chúng ta bỏ cuộc ấy thì nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái hậu quả gì đó, và chúng ta sẽ cố gắng là không mắc cái tính đó vào trong cuộc sống của chúng ta. Đó, còn trái lại với cái bỏ cuộc đó chính là cái tính kiên trì không bỏ cuộc. Đó thì đó là một cái tính rất là tốt và tích cực. Bản thân chúng ta ai ai cũng phải cần phải rèn luyện, cũng cần phải học tập, cũng cần phải trau dồi củng cố, biến nó thành một phần của bản sống chúng ta. Đó, vì khi mà chúng ta kiên trì không bỏ cuộc ấy, nó là một cái đức tính hầu như là quan trọng nhất để chúng ta đạt được đến thành công, đạt được đến cái ước mơ của chúng ta, phải không nào? Đó. Vì đấy, lấy ví dụ như ban nãy thôi, thì khi mà chúng ta trong cuộc sống chúng ta mà có đạt được thành công ước mơ chúng ta, ví dụ làm chủ doanh nghiệp chẳng hạn đó, thì chúng ta khi mà làm chủ doanh nghiệp thì chúng ta sẽ phải vượt qua bao nhiêu vô vàn những cái khó khăn, những cái thử thách của bản thân chúng ta. Nhưng mà khi mà gặp những cái khó khăn chẳng hạn ấy, thì chúng ta luôn luôn kiên trì, chúng ta không nghĩ đến cái từ, chúng ta không nghĩ đến cái từ bỏ cuộc. Chúng ta phải tìm hiểu, tìm ra vấn đề, tìm mọi nơi, tìm mọi cách, tìm mọi mọi thứ để có thể khắc phục được cái vấn đề, giải quyết được vấn đề để chúng ta vượt qua nó. Và khi vượt qua nó thì chúng ta lại ngày ngày dần 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 chạm dần đến cái đích đích, chạm dần đến cái đích ở phía trên của chúng ta. Đó, chúng ta cứ vượt qua dần rồi chúng ta sẽ đi lên những cái tầng cao hơn ở trong cái sơ đồ mà tuần trước em vừa chia sẻ với mọi người. Đó, chúng ta sẽ càng ngày càng đi đến cái tầng cao hơn, chúng ta sẽ càng hướng đến cái sự tuyệt hảo hơn, đến cái sự trách nhiệm của bản thân hơn, và để nó có thể là đạt được cái mục tiêu. Đến khi nào chúng ta đạt được cái mục tiêu chúng ta đề ra rồi thì mới thôi. Đó thì đó là cái cách, con đường, cái chu trình để chúng ta đạt được cái đến cái mục tiêu thành công của bản thân chúng ta. Đó, vậy thì làm cách nào để có thể rèn luyện được tính kiên trì không bỏ cuộc này? Đó, thì để mà rèn luyện cái tính kiên trì không bỏ cuộc này ấy, thì chúng ta cần phải nhìn nhận, tập trung, quan sát mọi thứ. Đầu tiên, không đi đâu xa, chúng ta luôn luôn phải nhìn nhận, soi xét vào bản thân chúng ta trước. Đó, khi mà chúng ta nhìn nhận, soi xét bản thân chúng ta này, chúng ta xem là bản thân chúng ta đã có tính kiên trì chưa, hay là hay bỏ cuộc. Chúng ta khi mà gặp cái vấn đề khó thì chúng ta chọn là tìm hiểu, dùng mọi cách, mọi thứ để giải quyết được nó, và đi hỏi tất cả mọi người để giải quyết, để vượt qua nó. Hay là chúng ta chọn cách là quay đầu, chúng ta sẽ nghĩ ở ngoài kia sẽ còn những cách dễ hơn, chúng ta lại quay đầu ra tìm cách khác, và cứ đi lằng nhằng. Vì mỗi cái con đường nó đều có cái sự khó khăn riêng của nó. Chúng ta có quay đầu đến bao nhiêu lần thì chúng ta vẫn sẽ quay đầu vào cái khó khăn khác thôi, nên chúng ta không có cách nào khác ngoài việc đối mặt với nó. Đó, thì chúng ta có đối mặt với nó hay không? Đó, chúng ta xem xét bản thân mình xem đã có cái chưa. Tiếp theo là chúng ta sẽ tập trung quan sát cả những người bên ngoài, những người xung quanh của chúng ta nữa, những người trong cái vòng sống của chúng ta, xem họ khi mà gặp khó, họ có bỏ cuộc hay không. Khi mà họ bỏ cuộc thì tâm trạng, trạng thái của họ như thế nào, cảm xúc của họ như thế nào. So xét về cái lợi ích, về cái đường dài thì họ được nhận lại những cái lợi ích gì, những cái cảm xúc gì, cuộc sống họ ra sao. Đó, còn khi mà họ không bỏ cuộc, họ kiên trì, họ không bỏ cuộc, thì cái cảm xúc, cái tâm trạng, cái trạng thái khi mà họ vượt qua được cái nút thắt mà họ vừa giải quyết xong, thì họ chinh phục được như nào, cảm xúc họ ra sao, tâm trạng họ như thế nào. Đó, và xét về đường dài cũng như bên kia thì họ có một cái cuộc sống ra sao, thành công như thế nào, họ thất bại ra sao. Đó thì chúng ta sẽ cần phải có những cái xác suất thống kê để xem là xác suất thống kê và quan sát, và đó là cách để mà các bạn có thể là rèn luyện, trau dồi về cái tính kiên trì không bỏ cuộc này cho bản thân của mình. Đó, vì em khẳng định đây là một cái đức tính rất là tốt mà ai cũng cần có. Vậy nên là bạn hãy cố gắng để có thể rèn luyện kiên trì cái đức tính này cho bản thân mình nhé. Được rồi, cái lời khuyên vừa rồi cũng là vừa kết thúc về cái bài chia sẻ của em về keyword kiên trì không bỏ cuộc và bỏ cuộc về tuần này của môn Focus on Excellence. Thì nếu mọi người thấy hay thì đừng quên để lại một like và một subscribe cho kênh Đại học Edic nhé. Và nếu mà có ý kiến gì thì mọi người hãy để lại dưới phần bình luận thì em sẽ trả lời và nhận góp ý của mọi người. Và đừng quên
xem đón xem những đón chờ những cái video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.